shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Kẹo ham ăn mạ mà các bạn ơi, đây là. Ui giời ơi, không muốn giáp ăn rồi nha. Một mạ đầu tiên. Có đứa nào ở phía trên này không ta? Mình nhớ là có đấy. Anh em chuẩn bị là có mạ thứ hai nha. Không thấy. Ủa thế nó đâu rồi anh em? Có thể là nó đã bị hạ nên là thôi. Xuống lượm xác thẳng ở dưới trước cái đã. Ok anh em. Quê Goza này. Đã ghê cơ anh em ơi, có Goza nhá. Thế này thì quá ổn rồi. Combo súng tuyệt vời luôn đầu trận. Mũi da mình chưa có và đang xài Balo 2 này. Nghèo vậy. Đứa nào câu liệu chân từng xuống à? Ồ. Không có. Có khi nó ở dưới anh em ạ. Mình thấy có mìn mà. Hai mìn luôn. Ui. Đặt sao đấy bạn ơi. Ghê vậy ai chơi. Có giỏi qua đây đi bạn ơi. Bạn cứ chơi kiểu vậy ai chơi gài hơi bị nhiều mìn đấy anh em ạ. Thằng bé ngay bên này này. Qua đây em ơi. Nó không dám qua các bạn ạ. Cái đầu. Coi chừng cái đầu nhé em ơi. Thằng này công nhận là cũng gan lì thật đấy. Làm sao coi chừng cái đầu nhé bạn ơi. Nó ra bên này rồi nha em ạ. Đúng rồi qua đây. Đúng rồi qua đây. Lên bảng đếm số này. Ngồi xuống định dình ai. Dình ai chứ đừng dình anh nhé em ơi. Dình anh là cái kết của chú sẽ vô cùng là đáng lòng nha em. Bây giờ thì mình xem chỗ nào có máu đấy anh em. Mình kiếm máu đã. Không kiếm máu là chết dở bây giờ. Có 116 máu thôi à. Anh chơi gà thì mà đâu có hay đâu mấy đứa ơi. Đây. Ăn tạm cái nấm này. Cho nó từ từ nó cộng EP vào máu đấy. Xong là bây giờ chúng ta sẽ phải đi kiếm túi máu thôi. Chứ không có túi máu làm sao mà chơi nổi hả các bạn ơi. Qua phía này. Máu đâu rồi ta, mình muốn có thêm máu các bạn ạ. Đây rồi ngon. Có người à? Có người à? Đứng lại em ơi. Đứng lại em ơi. Thằng bé này. Chạy nhanh vậy. Nhanh thì cũng lên bảng nhé em ơi. Bom keo các kiểu này khá là ngon anh em ơi. Ui này. Rồi nha mọi người, ngon lành cành đào luôn ấy chứ. Chúng ta có tận là 7 quả bom keo luôn. Quá đã. Thêm quả bom keo thứ 8 này. Đi thôi các bạn ơi. Vẫn đang xài ba lô 2 mà thôi. Tranh thủ mình vừa chạy vừa kiếm thêm người. Mình trên tầng 2 á. Wow. Trên tầng 2 có người cả. Không có nhưng mà sợ có mìn ta. Đi đâu cũng thấy mìn anh em ơi. Sợ hết cả người rồi. Tại sao vậy, đi đâu cũng thấy mìn nhỉ. Ok, chúng ta có thêm lựu đạn nữa cả. Đó, ngoài này xem là chúng ta còn gì đây. Wow. Không thấy gì cả nữa. À đủ. Làm sao. Xuống xe em ơi. Đúng rồi, xuống xe ngay vào luôn này. Lên bảng. Phía trên ba đứa. Lên trên luôn xem xử ba đứa. Rồi là chúng ta sẽ kiếm top 1 nha các bạn ơi. Ba đứa ngay phía trên. Rồi. Làm sao các bạn ơi. Làm sao các bạn ơi. Làm sao các bạn ơi. Chỗ nào vậy. Nó vào trong nhà rồi nha bạn. Nhanh thật. Chơi team up với nhau cơ. Ủa ơi, không phải. Đã nổ súng rồi nha em ơi. Một đứa ở ngay phía dưới này.
Ủa, đứa phía dưới bị hạ luôn. Đứa phía dưới bị hạ luôn thì hơi ghê rồi nha em ơi. Phía trên này chắc là có đứa trên tầng 3 à? Câu lị xuống hải em ơi. Vỡ đầu. Thằng bé xử lý không kịp với tốc độ sấy của mình. Chia buồn với em nhé. Ok. Làm sao mà chơi lại anh. Xuống dưới đây, mình xem mình lượm xác thằng này cái đã. Lại thêm bom keo nữa hả? Ok. Thêm càng nhiều bom keo càng tốt nhé các bạn ơi. Chúng ta đang có đó là 12 quả bom keo rồi. Ngon lành. Vứt súng điện đi. Súng điện mà anh em chơi trong chế độ solo thì hầu như là vô tác dụng. Nên là vứt đi để anh em tí nữa đỡ click nhầm súng ấy. Quả nấm này ăn tạm nấm thôi. Ok này, let's go đây anh em. Let's go, săn mạng thế nào chứ sao phải ngại bố quát thằng nào nhỉ. Tầm này thì kẹo sẽ lên trên phía cái đầu nha anh em. Lên cái đầu kiếm thêm mạng thôi nào các bạn ơi. Mà trên này không hiểu sao vẫn chưa thấy người đấy các bạn nhỉ. Wow. Thấy có một cái đường giam này. Có người này. Có người này. Đúng rồi em ơi, làm sao đấy. Làm sao đấy em ơi. Nhiều bom keo mà các bạn ơi, nên là mình không hề tiếc bom keo nhé. Có thì dựng chơi thôi à. Có thì dựng chơi thôi à. 6 kill. Rất là đáng thương cho bạn nha. Ngon lành. Ba lô ba luôn. Trời ơi, công nhận là rất là đã nhá. Ra ngoài cái chỗ này nâng giam là không gài mìn. Anh em ăn thoải mái đây. Ngon luôn các bạn ơi. Ngon luôn ấy chứ. Và được rồi. Như vậy là mình đã có được mạng thứ 6 rồi cơ. Wow. 16 người chơi nữa. Khá là đông. Bo thì càng ngày càng nhỏ lại rồi. Mình sẽ tiếp tục quẩy ở phía trên này coi. Vừa chạy vừa đi săn mạng kiếm thêm mạng nha các bạn ơi. Thôi thì trận này cứ cố gắng kiếm tầm khoảng 10 kill top 1 cho nó ổn định nhá. Người đâu hết cả rồi ta. Sao mà không có thấy nhỉ. Wow. Đậu xanh. 15 người chết nữa hả? Để mình coi nào. Tiếp tục có thêm đường giáp này các bạn này. Ok luôn. Chuẩn bị có giáp 4 rồi, tuyệt vời. Trên này hầu như là mình không thể ai ấy, bởi vì là trên này nó rất là vắng các bạn ơi. Wow. Vắng quá ta sao chơi. Lượm được mấy cái vòng bơi này. Ra ngoài này coi. Mười ba thằng nữa hả, để mình xem nào. Xem là chúng nó ở đâu anh em ơi. Trên này chỉ là cái tròi không thôi ấy. Đây rồi nhé, 210 nha. Hai trăm mười có một cái thính nên là mình nghĩ là xem xung quanh này sẽ kiếm được người nhá. Wow, để mình xem coi.
À có người này. Có người này các bạn ơi, nó chạy xe mãi ngoài này này. Để mình xem nào. Dừng lại đi em ơi. Để mình lên trên nào. Lên trên xem khô máu luôn anh em ạ. Ủa nó chạy nhanh quá. Thế là ở mãi phía trước mới có người đấy cơ. Ok luôn, chạy thẳng vào bo luôn. Sao phải ngại cho nó nhỉ anh em. Ôi vãi trưởng. Làm sao. Đứng tạm đây. Trên tròi có người thì phải. À thấy rồi nhá. Nó lại ngồi xuống rồi anh em ơi. Phía trên này cũng có người luôn này. Wow. Gốc cây này à? Gốc cây này hả? Gốc cây này hả? Làm sao? Lên bảng đếm số nha. Ở dưới này làm sao? Tính sơi anh à? Ui. Tính sơi anh hả em ơi? Tính sơi anh hả em ơi? Sơi anh hả? Lên bảng 8 kill. Bây giờ thì mình sẽ lên trên phía 255 luôn nhá. Tranh thủ mình xem mình lượm thêm một ít đạn súng trường này anh em này. Ủa thằng này không có đạn súng trường luôn cả. Ghê vậy luôn. Ui hẳn là không có đạn súng trường luôn cơ. Bo đang thu lại rồi anh em ơi. Ở đây có một cái giảm thanh này. Thêm đạn súng trường nhé. Đây mình trang bị giảm thanh luôn này. Ok. 7 người chơi nữa. Bình tĩnh thôi các bạn ơi. Trên này hình như là mình vừa thấy một đứa ngay trên đồi đấy. Rồi nha, vừa chạy vừa ngó xung quanh rồi này. Ủa ơi, chỗ này có người á. À đủ. Thằng bé này chơi gì vậy? Nó nhốt luôn mình ở trong anh em ơi. Và ai trưởng. Làm sao đấy em ơi. Làm sao đấy em ơi. Làm sao đấy em ơi. Nó nhốt luôn mình ở trong sợ thật. Thua luôn thằng này các bạn ơi. Ok bo càng ngày càng nhỏ rồi. Làm sao đấy em ơi. Ok này. Lên bảng đếm số luôn nha. Rồi các bạn. Ui. Gầy mình các kiểu luôn. Để mình còn máu coi. Nó đang chạy qua này. Đang chạy qua này anh em ơi. Đang chạy qua này. Đang chạy qua này hả em ơi. Ui ghê vậy. Bên này có người nữa. Câu liệu vào trong cơ. Hai thằng cuối nữa. Vô cùng là căng thẳng rồi anh em ơi. 11 kill rồi. Ủa ấy ghê. Ghê thật luôn chứ lại anh em. Không có đùa đâu. Riêng kẹo thì kẹo không có đùa đâu nhá. Mình vẫn tranh thủ mình luộn lượm thêm một xíu đồ. Cuống hết rồi anh em ạ. Bây giờ thì khá là cuống rồi. Bo càng ngày càng nhỏ. Hai thằng nữa. Hai thằng nữa thì đã đến lúc trang bị cái nòng súng 3 bố ra này. Vãi trưởng. Nó ngay ở trên. Không biết có thằng ở dưới không. Nhưng mà thằng ngay ở trên thì hơi bị khoai. Làm sao bạn ơi. Làm sao bạn ơi. Ok. Thằng cuối đang ở ngoài. Thằng cuối đang ở ngoài anh em ơi. Đứng tạm đây quần máu cái đã. Hơi gắt anh em ạ. Hơi gắt rồi các bạn ơi. Nó đã bớt căng thẳng hơn được một xíu. Sau một keo này hả. Sau một keo này hả phải không.
À đủ, nó đã vòng qua bên này rồi. Nhanh vậy. Nhanh vậy bạn ơi. Nhanh vậy bạn ơi. Mình đây này. Mình ngay dưới đây bạn ơi. Làm sao đấy bạn ơi? Mình ngay dưới này. Sơi nổi không? Yes, tuyệt vời, 13 kill top 1. Quẩy thôi. Tuyệt vời. Ăn mừng nào các bạn ơi. Động tăng mới ăn mừng này. Yes. Nữa này. 13 kill top 1, trang phục đạo trích tím 24 mắt xem nhá. Tuyệt vời luôn. Wow, thật sự là mệt mỏi, mỏi tay thật anh em ạ. Nói liên miệng luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.